Hello, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Tôi Diễn Trung Kính ạ. Hôm nay mình quay video giới thiệu cho toàn thể quý vị và các bạn công trình thi công lắp đặt cửa nhôm xịn pha nhập khẩu tem đỏ Quảng Đông màu cà phê. Đây là công trình bên mình thi công đã xong và đã bàn giao cho chủ nhà. Ở địa chỉ công trình tại 60 thôn Mục Đức, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Đây, anh chị chủ lên tầng 2 lắp toàn bộ cửa nhôm xịn pha màu cà phê kết hợp với lại kính màu xanh. Ánh nắng hướng tây thì những cái khu bên hướng tây thì cửa gỗ thì sẽ không chịu được nắng mưa. Đây, ánh nắng trực tiếp rọi trực tiếp vào trong. Đây, tầng 1 anh chị đã làm cửa gỗ nhưng mà theo thời gian anh chị cảm thấy không ổn. Đây. Và nên tầng 2 anh chị quyết định làm cửa nhôm xịn pha. Cửa đi mặt tiền và cửa sổ. Lan can là dùng toàn bộ bằng lan can inox kết hợp với kính cường lực. Đây. Sau đó tôi sẽ lên trên tầng 2 để quay cho quý vị và các bạn cùng xem. Cửa sổ. Đây là cửa sổ mở quay hai cánh. Đây là cửa sổ. Đây đối với kính xanh thì khi mà ánh nắng vào nó dịu, nó không bị gắt. Đây là quay hướng tây. Cửa sổ mở quay hai cánh thì mở cả nhiều chữ A. Đây này là chữ A. Khi mà chúng ta mở vuông ra như thế này thì nó sẽ chống gió luôn. Gió vào là mình không sợ. Và bên cạnh này thì hết đất thì chúng ta sử dụng cái bộ cửa nhôm. Cửa nhôm chống chốt sọ. Chốt tự sọ. Chốt sọc này thì sử dụng nó cũng rất đơn giản, chúng ta chỉ ấn cố lên xuống. Khi chúng ta lùa vào thì nó sẽ tự sọc. Đó, nó sọc. Và khi chúng ta mở ra chúng ta chỉ ấn này là nó mở ra được thôi. Đây. Cửa lùa là rất chân tru, cửa lùa thì lúc xin pha đây là hệ 93 quý vị nhé. Ok. Và đây là cái bộ mặt tiền. Bộ mặt tiền của đi một mai hai tháng này thì tôi kết hợp là cái bộ bên trên. Bộ bên trên. Khóa này dùng khóa đa điểm. Kính là kính xanh nhìn vào nhà rất là xinh.
Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Diễn Tâm Tính. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh.